Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, đại diện các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố, lãnh đạo Sở Công Thương và đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khuyến công các tỉnh, thành phố trên cả nước và một số cơ sở nông nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ngay sau khi nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công được ban hành, hoạt động khuyến công nhận được sự quan tâm của các ngành các cấp, công tác chỉ đạo triển khai hướng dẫn thực hiện mang lại hiệu quả cho phát triển công nghiệp nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 10 năm qua, công tác khuyến công đã huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần xây dựng nông thôn mới, khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên nhiên vật liệu, giảm thiểu phát thải, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tại hội nghị, đại diện các bộ, ban ngành trung ương và địa phương, các tổ chức, hiệp hội, cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ phát biểu, tham luận làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các nội dung cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung trong nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ để phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, đề xuất các nhiệm vụ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước các cấp với các tổ chức, hiệp hội và các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chính sách khuyến công trong thời gian tới.